Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Vẫn trân trọng cảm ơn các thượng đế đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh YouTube của mình cho người khác biết. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479, hân hạnh được phục vụ. Mọi người kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này. Tìm Zalo theo số máy này là sẽ ra điện tử Khang. Báo cáo với lại các thượng đế, từ sáng đến giờ trăm thứ bà dằn, việc này việc nọ, cái lọ cái chai, bây giờ mới trở lại được audio. Đấy, bây giờ mới làm được một cái video. Còn buổi sáng nay lại phải đi mua sách cho cháu, xong rồi tiện qua cái khu vực ấy, có những cái ngôi biệt thự tiêu chuẩn quốc tế hàng triệu tấn thóc thì quay lại để cho mọi người xem. Bây giờ mới làm được cái video về âm ly loa đài. Ngày hôm qua thì mọi người biết rồi, ngày hôm qua mình đi sưu tầm được một số chiếc radio cassette về. Trong đó thì có cái đầu đĩa quý hiếm, tức là đầu đĩa 2 trong 1, vừa chạy băng VO, vừa chạy đĩa VCD. Đấy, lại thêm cái đầu câm Technic 2 cửa băng nữa. Rồi đài, có rất nhiều cuộc điện thoại nhắn tin bình luận này nọ cái lọ cái chai. Một lần nữa mong các thượng đế cũng thông cảm cho và tiếp tục cho mình một cơ số thời gian nữa thì mình mới phúc đáp được. Đấy. Còn bây giờ báo cáo để các thượng đế được vui cái bụng. Ở trong này là mười mấy cuốn băng cassette, địa chỉ tới là đài phát thanh huyện Kim Thành, thị trấn Phú Thái, tỉnh Hải Dương. Nó thuộc thành phố Hải Dương đấy. Đây là mã số của đơn hàng. Trân trọng cảm ơn ngài thượng đế ở Hải Dương. Trân trọng cảm ơn các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam đã gửi cho niềm tin vào nơi lão nông chi điền Khang Audio 18 Bình Dương, và đó cũng là sự thông tuệ. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, ngày hôm qua thì có lấy được 2 đôi loa đài Sony có model CFS715SC và loa đời phễu bé, củ loa có chữ China. Thì hai cái đôi này mình qua mình báo thóc là mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 550.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Bóc tách ra thì 50.000 tiền thùng xốp thì chỉ có 500.000 đồng thôi, 2 đôi loa nhá. 2 đôi loa thì theo cách tính của người ở dưới xuôi là 4 chiếc, mỗi một đôi là có 2 chiếc. Đấy, xin thưa với lại các thượng đế khắp ba miền Bắc Trung Nam, ý kiến của các thượng đế như thế nào thì mình cũng không biết nữa, mỗi người một quan điểm, không ai giống ai cả. Thế nhưng cái quan điểm của mình là mình chỉ thích hàng còn nguyên bản, còn zin. Ví dụ như loa là phải còn nguyên bản, còn zin thật chứ không phải zin ở lời nói. Thế còn ví dụ như chơi loa thùng chẳng hạn, ta chơi loa của Tây, của Mỹ, của Nhật này nọ, cái loại cái chai vân vân và vân vân, thì có thể cái gân nó mục rồi thì thay gân vẫn chấp nhận tốt. Thế nhưng mà loa mà đã thay đến côn, nhà có cái côn ấy, có cái cuộn dây đồng ở bên trong ấy, đấy, mà thay rồi là với cá nhân của mình, quan điểm cá nhân của mình là mình không ưng cái bụng. Đấy, thế còn trên thực tế thì có rất nhiều đồng chí, thậm chí là còn có những đồng chí lại bảo tôi chỉ thích cái loa quấn lại thôi. Cái loa quấn lại rồi nghe nó còn sướng hơn cái loa chưa quấn nha. Rồi là có những thợ, những người lại chia sẻ là những người thợ quấn loa cao tay đến cái mức, tức là người ta quấn lại nghe hay hơn cái lúc chưa quấn. Thì cái đấy là mỗi người một quan điểm, không ai giống ai cả. Mình thì mình chỉ thích loa quần zin. Thì chính vì cái quan điểm mình thích loa quần zin, bởi vậy khi mình bán hàng thì mình xin phép được bán những cái loa quần zin thật chứ không phải zin ở lời nói. Đấy, ở đây 4 cái loa này mình đều tháo ra, mình dùng cái thằng cu con này nhá. Thì mắt nhìn mặt rời nhiều năm rồi thì thị lực nó giảm là chuyện đương nhiên, chuyện rất bình thường. Đấy, thì phải dùng cái thằng cu con này để làm gì? Để xoay vào cái côn, xoay vào nhện này nọ, cái lọ cái chai vân vân, để xác định là loa nó còn zin thật hay là loa đã cuốn lại rồi. Đấy, thì cũng xin phép được gửi tới các thượng đế những cái sản phẩm mà còn chất lượng cao, còn zin thật. Bây giờ ta nội xoay cái loa thứ nhất. Đây là cái loa thứ nhất. Sony 6 ohm 6W. Đã được ký tên vào đây rồi. Ký tên vào đây rồi thì khỏi phải lăn tăn, khỏi phải băn khoăn về vấn đề loa quấn lại hay chưa. Loa mà quấn lại rồi thì có cho ăn kẹo, nó cho ăn kẹo cũng chẳng dám ký tên vào đây nha.
Đấy, đây này, hai cái dây để ăn vào côn này. Nó sạch đẹp như thế này, côn của nó như thế này. Nó sạch đẹp như thế này. Đấy. Mình mua là một chuyện, thế nhưng mình bán thì các thượng đế mua hàng của mình thì không phải may rủi nữa. Tức là may ra, có người nói rằng là mua ấy thì may ra, như mình chẳng hạn đi mua là may ra thì được cái loa nó còn zin. Đấy, còn ví dụ như đi vào một ngày không đẹp trời thì mua phải cái loa đài bị cuốn lại là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mình bán ra thì các thượng đế không làm sao mà phải lo cái chuyện may rủi cả. Một điều chắc như đinh đóng cột đó là được sở hữu những sản phẩm còn zin thật. Đây là cái mặt trước này. Đấy, còn nguyên bụi phong trần. Còn nguyên bụi phong trần. Đây này. Đấy, keo này, keo của nó nhưng mà keo zin của hãng nó gọn gàng sạch đẹp lắm. Nó gọn gàng sạch đẹp lắm này. Đấy. Bỏ xuống đây. Xương thì vàng ươm. Xương loa vàng ươm. Đây là cái chép Thạch Anh. Đây là cái chép Thạch Anh. Đây là một cái chân ốc. Đây là hai cái chân ốc. Đây là ba cái chân ốc. Đây là bốn cái chân ốc. Thì cái loa này là ở cái đôi loa mà cái mặt tiền của nó còn sáng đẹp. Đây. Đấy, mặt tiền còn sáng đẹp. Ở đây đang quay cái loa này thì cũng xin thưa luôn. Đây là cái loa. Đây là cái loa hôm qua mình lấy về mình giới thiệu nhá. Đây này, cái dây này. Dây này. Đấy, với lại cái bộ loa bên đây nữa này. Đấy, là một đôi. Cái loa này là cái loa hôm qua mình mua về. Thì khi mình mua ấy thì test là vẫn nói bình thường. Thế nhưng mà về dùng kính lúp để xoay thì cũng xin thưa với các thượng đế, loa này không còn zin nữa. Loa này đã bị cuốn lại, đã bị lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương phát hiện. Cho dù là người thợ cuốn loa rất chi là cao tay nhá, rất chi là cao tay. Ở đây người ta không bôi một vết keo nào luôn. Đây. Không bôi một vết keo nào luôn. Đây, hai cái râu này còn rất chi là sạch đẹp. Đây. Sạch đẹp chưa? Đây. Đấy. Thế nhưng mà lại vẫn bị lão nông Chi Điền phát hiện. Lão nông cũng chỉ là người gọi là ếch ngồi đáy giếng thôi. Thế nhưng mà những cao nhân mà cuốn loa mà cho lão nông xoay thì có nhiều khả năng là lão nông phát hiện ra được. Và đây, keo này cũng keo màu đen. Thế nhưng mà cái vết keo bôi choe choét, bôi không được gọn gàng. Bôi không được gọn gàng. Và ở trên này vẫn còn một cái đường dây của cái côn này. Của cái côn này, ở trong này nó là cái cuộn dây đồng. Đi ra vào chỗ này. Đấy, nó nổi lên này. Đấy. Đây này, keo bôi này. Thứ nhất là vết keo nó mới, nó không còn cũ nữa. Cái thứ hai là vết keo bôi nhiều hơn so với zin. Đấy. Đấy, các thượng đế có nhìn thấy rõ không này? Đấy nhá, bây giờ xoay lại nhá. Bây giờ xoay lại cái loa còn zin xem cái vết keo của nó. Thứ nhất là nó cũ và đây này. Đấy, vết keo cũ rích. Mà gọn gàng. Bôi rất chi là đều. Không biết là ở Tây người ta cuốn là máy bộ, làm hay là làm thủ công thì mình cũng không biết. Đây này. Đấy, keo này, vết keo zin của nó như thế này. Nó mịn như thế này. Nó mịn như thế này. Đấy. Mà nó cũ. Thế còn đây là cái vết keo mới. Vết keo này là vết keo mới. Và cái loa này đã bị cuốn lại. Nếu như cứ để như thế này mà bán thì mình không làm như thế. Nhá, nếu như có khả năng là cách đây 30 năm về trước thì có khi lại ở cái luận điệu là tôi mua thế nào thì tôi bán như thế nhá. Đấy, ví dụ tôi mua được cái loa cuốn lại thì tôi cũng bán như thế, tôi cũng có làm ra đâu. Đấy, nhưng mà đấy là cách đây 30 năm về trước. Và đến bây giờ, đến thời điểm này thì không bao giờ, tuyệt đối nhá, đó là một điều cấm kỵ. Không bao giờ, cho dù mình mua được như vậy, thế nhưng mà mình không bao giờ mình bán ra những cái sản phẩm như này. Đấy. Ở cái chỗ này đây, kiểm tra về vấn đề chất lượng nó rất chi là khắt khe ở chỗ đấy nhá. Thế còn 250.000, còn 125.000 đấy, còn chưa nói tiền thùng xốp. 125.000 một chiếc trừ thùng xốp rồi đấy. Số tiền đấy nó cũng không có gì ghê gớm lắm mà để phải làm cái trò mèo nhá. Nếu như cứ để cái loa cuốn lại này lắp vào, bây giờ đưa vào nói vẫn bình thường. Không có sắt cốt sắt cùng gì cả nhá, nói vẫn bình thường. Nhưng làm cái trò mèo đấy cũng chẳng đổi đời được.
cũng chẳng đổi đời được. 5 phát rồi cũng chẳng đổi đời được. Thế nên là quyết định là thay cái loa khác vào mà nó còn đẹp như thế này nhá. Đấy, thì cũng báo cáo như vậy để Thượng Đế Trần Văn chốt cái đôi loa này là cũng biết được là mình xin phép được đưa cái loa còn nguyên bản thật vào. Còn cái loa này thì mình loại ra. Đấy. Còn đây là cái loa thứ hai. Cái loa này là vẫn ở cái loa mà hôm qua mình lấy về. Thì cái loa này đã được ký tên ở đây. Loa này đã được ký tên vào đây thì các Thượng Đế biết rồi. Loa này còn zin thật. Đấy, những cái cao nhân người ta quấn loa ở dưới này, ở dưới chỗ khu vực nhện này, cô này không có một vết keo nào cả nha. Đấy, dầu đẹp này nhá. Đấy, xương loa, cái loa này cũng vàng óng óng ánh nhá. Rất may là mua hai chiếc loa thì được một chiếc loa còn zin. Và đây là cái vết keo còn zin này, nó gọn gàng, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái vết keo nó cũ rích. Cái loa nó cũ thì đương nhiên cái keo này nó phải cũ theo chứ chị, chả có cái lý gì mà cái loa thì cũ mà cái vết keo nó lại mới như thế, có phải không ạ? Đấy là theo cái cách nhìn nhận, theo cái cách hiểu biết nông văn cạn của nông dân như mình thôi. Còn những cái người khác thì người ta có khi bữa trước mình còn có một đệ chia sẻ huynh, thế thì đúng là trình của huynh còn xanh và non lắm. Đệ chỉ cần nhìn thoáng qua đệ đã biết loa nào là loa quấn lại rồi. Thì cái đấy thì mình không biết được, mình cứ phải xoay như thế mình mới biết được. Loa này cũng còn nguyên chân ốc, thế nhưng mà cái chép thạch anh này nó bị đứt dây rồi. Đấy, thì Thượng Đế về tự hàn nhá. Đây. Một cái chân ốc này, hai chân ốc này, ba chân ốc này, bốn chân ốc này. Đấy. Cái vỏ đằng sau thì không làm sao mà phải suy nghĩ cả. Cái vỏ đằng sau của hai đôi loa này không bị gãy một cái chân ốc nào. Không bị gãy một cái chân ốc nào cả. Còn thì nó bẩn như thế này thì Thượng Đế về tự vệ sinh. Thì hôm qua mình nói rồi là mình không có vệ sinh, mình cứ để như thế mình bán, mình chẳng có thời gian vệ sinh nữa nhá. Đấy. Ở cái loa này báo cáo luôn. Đây này. À, cái chốt dây này, cái hãm dây này nó bị mẻ mất một tí, là người thợ trước là người ta gì vào đây, người ta bôi keo vào đây. Đấy, thế nhưng mà lát nữa thì mình cứ vứt nó đi, mình thay cái loa khác vào. À, thay cái hãm này khác vào. Đây, cái hãm của nó như này này, nó bị mẻ mất miếng, người ta thay, lúc nào mình vứt đi thay cái mới vào nhá. Đấy, cái này mình không thiếu. Đây là vừa xoay một đôi rồi nhá. Bây giờ xoay sang đến cái đôi thứ hai, là cái đôi hôm qua cũng giới thiệu một đôi còn đẹp và một đôi bị lưới rỉ này. Lưới rỉ này về tự sơn. Về tự sơn. Đấy. Đây này. Đã được ký tên vào đây rồi. Chép thạch anh này, chép thạch anh này. Chân ốc này, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đây này. Ấy, cái vết keo của người ta, zin của nó như thế này. Nó gọn gàng, nó sạch đẹp như thế này, nó mịn. Nó cũ rích. Đấy. Cái loa nó cũ. Ở đây có một cái như kiểu cái, nó có phải lỗ thủng không? Xem ở đây có phải cái lỗ thủng không? Đây. Không phải thủng đâu, cái gì nó vào ấy. À có, đây có một cái lỗ thủng bé bé này. Đấy. Báo cáo luôn. Đấy. Sạch đẹp nhá. Đã ký tên vào đây rồi, thế nhưng vẫn cứ phải xoay. Ở đây cái màng này nó bị hơi sầm sầm đi này. Vẫn cứ phải xoay. Đây. Đấy. Cái này mình vừa mới gì đấy, mình vừa mới thay cái dây khác vì cái dây cũ nó gì rồi, chuột nó cọng. Đấy, vừa mới thay cái dây khác. Giờ sang cái loa bên đây nữa là hết. Chân ốc này. Cái loa bên đây thì chắc thạch anh vẫn còn. Đây. Chân ốc này. Chân ốc này. Chân ốc này. Không bị gãy một chân ốc à? Loa Sony này. Đấy, 6 ohm 6 watt China này. Khang này. Xương loa cũng vàng nhá, cũng vàng ươm. Cứ nhìn thấy ký tên ở đây rồi là khỏi phải băn khoăn nhá. Vì cái này nó liên quan đến lão nông. Là quân lại thì làm sao mà lão nông dám ký tên của mình vậy được. Đây. Ui dồi. Đây mặt đằng trước đây. Nó như thế này. Đấy, để lại gần để xem cái vết keo zin này. Đấy, cái vết keo zin này. À. Đấy. Vết keo zin này. Đấy, xoay 360 độ nha, vết keo của người ta bôi rất chi là đều, gọn gàng.
cái loa này vẫn nói chẳng làm sao cả. Thế nhưng mà quấn lại không dùng, kiên quyết không dùng nhá. Đấy. Còn đương nhiên rồi, ở một lúc nào đó thì các cụ nhà ta bảo không có tuất thì bắt mèo cái gì nhớ đấy, chứ không phải là không nhớ đâu. Thế nhưng mà nói ra ở đây nó cũng chẳng hay ho cái gì cả. Đấy, thì ở một cái thể nào đó mà gọi là không có thì gọi dùng nhằng gọi là méo mó có hơn không thì mới phải dùng cái loa quấn lại như này thôi. Chứ còn mình đây, cái số lượng loa của mình đang có độ khoảng tầm 50-60 chiếc loa Sony như thế này, chứ không phải 1-2 chiếc nhá. Đấy, số lượng là không có giới hạn. Bởi vậy những cái loa quấn lại là mình thanh lọc không dùng nhá. Đấy, đôi loa này mình cung cấp một mức thóc 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup.